hai người lên lo chơi đã chơi một tòa lễ đó lễ mình đã luôn chơi rồi vòng về chơi đi hồi đi qua Texas luôn á là một ngày chơi khỏi Texas luôn là một ngày chơi á từ sáu giờ sáng đi bạn đi. Xin quý vị nào ở lại sân nhảy trong vũ điệu techno nhạc phẩm của rất quen thuộc được mang từ đây đêm trăng tình yêu, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Thank you. Sao không cứ
và xin cảm ơn mọi người. Và kính thưa quý vị, một người một tiếng hát tại thành phố Houston, chúng mình muốn giới thiệu đến quý vị cùng thưởng thức, đó là tiếng hát của anh Nhật Huy. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho tiếng hát Nhật Huy, thưa quý vị. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Và lời đầu tiên là Nhật Huy xin gửi lời cảm ơn thay cho nhân viên và chủ nhân của Red Velvet. Cảm ơn quý vị đã có mặt trong đêm hôm nay. Và bài hát đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị là một bài hát slow với nhịp phẩm của nhịp phẩm sĩ đen, nhịp phẩm một trái tim một tình yêu. Oh,
một trái tim cho em. Alright, let's do some techno with your pop hero. Tại thành phố Houston của chúng ta, thưa quý vị, xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiếng hát của nam ca sĩ Trần Tiến. Dạ, quý vị. Alright, vâng, xin cảm ơn rất nhiều, thank you. Thường thường thì tôi đến đâu cho hát, cái này thì nhìn cho hát vậy ta. Kính thưa quý vị, trước hết thì Trần Tiến là cũng là cậu của Thanh Quỳnh và Thiều, chủ nhân của Red Velvet. Trước hết thì xin thay mặt cho tất cả
gia đình cũng giống như bạn bè ở đây, xin chúc cho Quỳnh và Thiện được thành công mãi mãi trong những năm sắp tới. Và lúc nào cũng xin chúc quý vị hãy đến với Red Velvet để thưởng thức món ăn rất là đặc biệt, cũng giống như những chương trình đặc biệt của thứ bảy. Và sẽ đến đây quý vị sẽ thấy là vũ trường rất là đẹp, và chắc chắn quý vị sẽ được vui và hài lòng. Và kính thưa quý vị, này theo lời cầu của một người chị đó là chị em đi tới đây, xin mời quý vị ra sân nhảy với đội Tango với nhạc phẩm It's Now or Never. Lời này cũng xin tặng cho anh Minh và chị Hà từ California cũng đến đây. Never.
Và xin mời quý vị ra sân nhảy vượt Twins với tác phẩm Khẩu Vị Yêu Nàng. Tuấn Minh cũng như Trần Tiến là ở Houston thì người được biết đến là người dẫn chương trình hơn là ca sĩ. Thưa quý vị, hôm nay đặc biệt là ngày anniversary của trường Red Velvet, đó là một người cháu của Trần Tiến, thì Tuấn Minh xin hạnh mời nhà ca sĩ Trần Tiến bước lên đây cùng chung vui với tất cả chúng ta. Và kính thưa quý vị, để trở lại chương trình trong đêm hôm nay, Tuấn Minh xin hạnh giới thiệu đến quý vị một tiếng hát cũng thuộc thành phố Houston của chúng ta, đã cộng tác với nhóm 151. Thưa quý vị, một nhóm boy band. Thưa quý vị, và hôm nay Tuấn Minh xin hạnh giới thiệu tiếng hát này, và xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để đón chào tiếng hát của
Tam, à xin lỗi quý vị, tiếng hát của Thái Tâm thưa quý vị. Một chào phát thật lớn dành cho Thái Tâm. Em cảm ơn Trung Minh. Bữa nay em tới trước tiên là chúc mừng cho anh Thiệu và chị Quỳnh. Chúc mừng cho anh chị đã có 2 năm. Thật là vui, thật là hạnh phúc với những khán giả yêu mến của mình. Nhưng mà em buồn khác, mình quên tên em gọi là... nó lộn, nó nói lại rồi. Hôm nay thì Thái Thông không có gì hết. Thái Thông cũng xin gửi đến quý vị một bài hát để xem như là món quà để chúc mừng cho anh Thiệu và chị Quỳnh. Happy birthday, happy anniversary for Red Velvet. Và nhà phẩm Thế Tông xin gửi đến quý mọi người là phẩm được mang tên Xa Em Kỷ Niệm.
vị rất nhiều. Phiền có muốn nghe thêm bài nữa không ạ? Bài nữa nhé. Một bài hát mà Thanh Tùng rất lâu rồi Thanh Tùng không không trình diễn trên sân khấu, và hôm nay cũng là một lần cũng lâu rất lâu lắm rồi Thanh Tùng chưa đứng lại trên sân khấu để hát, thì có gì sai sót thì cho quý vị cho Thanh Tùng xin bỏ lỗi và ủng hộ cho Thanh Tùng nhé. Love.
chúc quý vị có một đêm vui vẻ. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi chúng mình vừa mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm rất quen thuộc, đó là nhạc phẩm Trái Tim Bên Lề, được gửi tới quý vị và các bạn với tiếng hát của Lê Khánh Tâm. Và kính thưa quý vị, một nhạc phẩm tiếp theo chúng mình xin hẹn giới thiệu một nhạc phẩm được mang tựa đề Như Vợ Còn Đây sẽ đến với chúng ta với tiếng hát của một người hoa hậu tại thành phố Houston. Thưa quý vị, xin quý vị hãy dành cho hoa hậu Tiffany một tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị với nhạc phẩm Như Vợ Còn Đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Mommy, good night, man.
đó là tiếng hát của hoa hậu Tiffany. Người ta quý vị và các bạn là nhạc phẩm rất quen thuộc, đó là nhạc phẩm Duyên Phận. Còn đây thưa quý vị, và thưa quý vị, giờ đây chúng mình xin hẹn giới thiệu đến quý vị một tiếng hát rất đặc biệt. Thưa quý vị, phải nói là một người đã cộng tác rất nhiều với vũ trường Red Velvet, thưa quý vị, không ai khác hơn, đó là tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Quỳnh. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Quỳnh, thưa quý vị. Thanh Quỳnh xin chào quý vị. Thanh Quỳnh xin cảm ơn quý vị rất là nhiều hôm nay đã đến đây ủng hộ cho vũ trường Red Velvet. Và vũ trường Red Velvet có còn đến ngày hôm nay hay không cũng rất là nhờ vào sự giúp đỡ của quý vị. Thanh Quỳnh và vũ trường Red Velvet không biết nói gì hơn là xin cảm ơn quý vị rất là nhiều, và cũng như là rất mong quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ đến cho vũ trường Red Velvet. Và giờ phần này rất vui nhộn xin được mời tặng đến quý vị nhạc phẩm được mang tên Hoang Mang. Thank you.
Và một nhạc phẩm thứ hai Thanh Quỳnh xin tặng gửi tặng đến quý vị. Và nhạc phẩm này đặc biệt tặng đến cho cô Nga. Happy birthday cô Nga, happy birthday to you. Này thật là rất là mới, Thanh Quỳnh cũng mới tập đây thôi, và cũng rất là nhiều người thích nhạc phẩm này. Nhạc phẩm được mang tên Nếu Em Được Lựa Chọn.
vọng vừa rồi Thanh Quỳnh vừa gửi tới quý vị các bạn đó là nhạc phẩm Đường Mai Trời Đèn, Nếu Em Được Lựa Chọn. Thưa quý vị, và thưa quý vị, để tiếp nối chương trình trong đêm hôm nay, một tiếng hát mà chúng mình sẽ giới thiệu đến quý vị ngay từ giờ phút này, một tiếng hát đã từng tham gia trong một cuộc thi karaoke được tổ chức tại vũ trường Black Velvet. Quý vị, và cô là một người trong top những người hát hay nhất trong cuộc thi karaoke vừa tổ chức vừa qua, và xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiếng hát của Sam Nguyễn. Một tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị. Xin chúc mừng anh Thiệu và chị Quỳnh 2 years anniversary. Trước giờ thì đứng trên sân khấu của Red Velvet rất là nhiều lần rồi, nhưng mà với vị trí của một DJ thì hôm nay là lần đầu tiên em hát với vai trò của một ca sĩ. So nếu như mà có lỗi lầm gì